Sau hàng nhiệt độ điện xin kính chào các bác. Hôm nay em lên sóng em có một cái con điều hòa Nationa một cục rất là VIP các bác nhá. Hãng Nationa này, một con máy chạy rất là khỏe. Chạy cực kinh khủng luôn, nhiệt độ xuống rất là thấp. Rồi đó rất là lạnh nhá. Đang đo nhiệt độ xuống 15 độ các bác này. Đấy. Yeah. Con máy đầy đủ điều khiển kênh gió đảo tự động luôn. Kênh gió này đảo tự động thôi nhá. Đấy, nó nhìn nó đang xoay tự động này. Chạy rất là khỏe. Con này thì nó có một cái điểm là như này, cái motor quạt nóng nó hơi bị kêu. Đấy, nó hơi bị kêu các bác nhé. Hệ thống tự tiêu nước mọi thứ hoạt động bình thường, có mỗi cái motor quạt nóng mà hơi kêu. Nhưng các bác nào lắp ở đâu thì mà không quan trọng báo về tiếng ồn thì các bác liên hệ em để cho bác. Các bác con này 2,5 triệu nhé, đầy đủ cả điều khiển từ xa này. Chuyển đến năng từ xa đầy đủ nhá, giá 2,5 triệu. Đấy, các bác cứ xem chi tiết clip đi. Máy chạy ngon lành, có quạt nóng hơi kêu. Đấy. Các bác nào xem phù hợp với mục đích của mình thì các bác lấy nhá, giá 2,5 triệu. Bình thường con này mà ngon lành thì không có cái giá dưới 3,5 triệu, 3,8 triệu đâu ạ. Đấy. Con này bán 2,5 triệu nhá, chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn, cánh gió đảo tự động luôn, công suất 7000 BTU, chạy cực ngon. Chào các bác.